Hello và chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm một clip thí nghiệm nha. Thí nghiệm thử bắn súng thính ngoài vòng bo và ngoài biển xem có được thuyền bọc thép hay không. Đây là ý kiến của một số bạn đã gửi về cho mình. Cái này thì mình nghĩ chắc không có đâu, nhưng mà mình vẫn thử test xem như nào. Và vẫn như thường lệ thôi, sẽ bay vào khu cảng Galopol này. Thường thì nó hay có fly gun lắm. Ok, bây giờ là đi tìm người giết mấy cái tên trong khu này trước đã. Tìm fly gun sau. Nãy là mình thấy, đây rồi, một tên này, nhảy này, chạy đi đâu, rồi một mạng này, vẫn đang còn một tên chỗ đầu bên kia nữa anh em ạ. UMP. Rồi bây giờ sang, đây, đang đứng lút này. Ui, yếu rồi. Đây, chỗ này có đạn sành này. Ô, tướng chân. Bot à? Chắc là bot rồi. Cách di chuyển rất là ngáo luôn. Thôi kệ đi, mình sẽ đi tìm cái tên này mình giết trước đã. Clear toàn bộ khu này sau đó mới tìm fly gun được. Đâu nhỉ? À, trước mặt mình này. À đây. Leo lên, định leo lên bắn mình à? Ok. Ù 8x luôn. Ngon nha. Ui ui, đứng chân. Con bot kia lại sao ấy? Ờ đúng rồi. Ô không chết kìa. Đậu xanh, không giáp mà sao trâu vậy? Đùa. Ok rồi đấy, bây giờ mình sẽ đi nhặt thêm một ít đồ nữa rồi sau đó tìm vào gun. Và sau đó sẽ ra biển bắn nhá. Đây rồi, đi một vòng thì mới tìm được fly gun. Mình chắc chắn là khu này luôn có fly gun mà. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra một chỗ ngoài biển và bắn fly gun để xem coi có rớt thuyền bọc thép như anh em nói hay không. Nhưng mà mình nghĩ chắc là cũng không có đâu. Làm gì có chuyện mà có thuyền bọc thép. Rồi đây. Đây con thuyền này, chạy ra biển nhá. Nói chung là những ý tưởng của mọi người thì thật sự là nó rất là bá đạo. Nhưng mà mình sẽ cố gắng thực hiện những cái ý tưởng táo bạo này. À có hòm thính luôn này. Lại ngon rồi, mình sẽ đi ra mình ăn thính luôn. Một công đôi việc. Quá là tuyệt vời. Rồi ok, trận này mình sẽ bắn Groza với lại M4 đi. 8x để dành khi nào mà có ốp hay là có khẩu nào thì mình sẽ bắn sau. Ui, nghe tên ở trong bờ bắn mình hay sao ấy. Silent. Vừa nghe keng một phát. Ơ kìa. Từ thay đạn đã. À có thuyền vào này. Đi đâu đây? Này thì nhìn này. Rồi thanh niên chết trong sông luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ tìm cách mình đứng lên trên cái hòm thính này. Mình mới bắn được súng thính anh em ạ. Chứ đứng ở trên thuyền không bắn được. Đây mình sẽ lùi lại một chút nữa. Rồi lên một chút nữa này, hơi quá rồi. Ok. À quên. Mình quên mất, phải chuyển sang vị trí ngồi bên cạnh. Đây. Được rồi. Ô. Không được, vẫn đang hơi lệch. Lên một chút nữa. Rồi ok. Đấy. Bây giờ mình đứng được trên hòm thính rồi. Bây giờ đợi cho cái bo xanh nó khép vào. Khi đó chỗ này nó ngoài bo thì mình sẽ bắt đầu bắn súng thính nhá. Và để xem coi có thuyền bọc thép nó rớt xuống hay là không. Vâng, khá là hồi hộp đây. Rồi, bo bắt đầu khép vào rồi anh em ạ. Mẹ đợi nãy giờ. Không biết mình đang đứng đây mình làm gì nữa. Như một thằng ngáo vậy. Rồi ok, bây giờ mình đã ngoài bo và mình cũng đã đứng ở trên biển rồi này. Và mình sẽ bắn phát fly gun này để xem coi có gọi được thuyền bọc thép như anh em nói hay không. Ok. Rồi, mình đã bắn được súng thính lên trời rồi. Và công việc bây giờ là đứng đây và đợi thôi. Cũng khá là lâu đây. Đấy, biết ngay mà nó ra xe bọc thép chứ nó không ra thuyền bọc thép nha. Đây là mình làm cái clip này mình minh chứng luôn. Ơ. Mình bị ai bắn ý? Đậu xanh, thôi xong rồi. Đứng đây mãi cuối cùng bây giờ bị kê rồi. Trời ơi.
vừa bị mất cái hòm thính mà lại còn vừa bị có một tên trong bờ nó kê như này nữa. Mất luôn con xe bọc thép rồi anh em ơi. No, dùng thuyền chở vào bờ. Không, xe của tôi. Ôi, không kịp rồi. Vậy là của sông đổ bể hết rồi anh em ạ. À kìa, cái tên mà đứng ở trên bờ bắn mình kia rồi. Đây, mình sẽ lại trước mặt mình lấy ô tô mình vào bờ luôn. Sao dội súng gì mà ghê vậy, hình như là tiếng Groza. À. Đây, chỗ này có con xe UAT, hình như là xe UAT của tên lúc nãy. Dùng xe này mình chạy vào bờ luôn. Ở tên kia định công lại luôn kìa. Căng vậy. Trời ơi, bò khép rồi bạn ơi. Sao hổ báo thế, từ từ đã. Mình làm cũng nước. Ui, nó công lại luôn kìa. Vâng, chắc là định giết mình để cướp cướp thính ấy. À, núp sau ô tô luôn rồi. À, có ca đấy. Ôi, bò khép vào rồi. Thôi chắc là mình lên xe mình té vào bo thôi, không nhây với ông này được. Bây giờ mà cứ đấu nhau ngoài bo như này mãi thì chắc cũng chết bò hết rồi. Té vào bò sớm cho lành. Vẫn là còn cố bắn được kìa. Ô, có xe lại này. Đúng rồi, từ từ, mình sẽ giết tên này, mình cướp con xe. Đáng cần con xe. Xe mình thì hết xăng rồi. À, dừng ngay đây à? À, thanh niên định ra đây để làm nhẫn giả hay sao ấy? Làm gì đây? Ông này làm gì vậy? Chắc là đang còn chọn vị trí để nằm thầm du. Nhưng mà quá đen khi mình đã bắt được quả tang. Xem nào có đồ gì không? Băng đạn xịn này. À, M24 này. Rồi, trận này sẽ bắn M24 luôn. Đang có cái 8X dự phòng. Silent AR. Tiếc là không phải Silent SR nhỉ. Đây, có phụ kiện cho M24. Compen. Thật ra thì compen cho sniper thì nó cũng không cần thiết cho những cái dòng súng SR như là M24 hay là K hoặc là OP. Những cái dòng súng này thì anh em nên bắn cái hãm tia thì nó sẽ có lợi hơn. Còn Silent thì mình không nói rồi, Silent thì nó quá là tuyệt vời rồi. Còn gì nữa không nhờ, mình sẽ mút hết. Bây giờ phải mút kỹ đồ, không lại lút ẩu anh em lại chửi mình. Khổ thân lắm. Mà trong khi thì đang ngoài bo. Thôi lên xe té vào bo luôn. Mãi lút đồ nó lại bắn cho sấp mặt. Bây giờ đi đâu được này? À, mình sẽ vào khu hai nhà trong bo này luôn. Đây. Ô, có xe. Trong này có. Ôi, từ từ từ. Mẹ cũng gần ra sai lần luôn. Ui, nó công xuống rồi. Ui, định mệnh tí chết mày đấy. Nghe quả đấy mình dừng xe ngu quá, nó bắn cho tí chết, may vãi. May mà mình giáp ba châu bò. Ôi, trên này cũng có một cái xác luôn này. Vậy là lúc nãy chỗ này vừa bắn nhau luôn đấy. Xem nào, ông này có còn giáp nguyên không? Đây, giáp hai nguyên này. Rồi, ok rồi. À, cái hòm thấy lúc nãy hình như là đã ai lút cho nhở. Ồ, chưa có ai lút anh em ạ. Chắc là mình lên mình kiếm cái giáp ba luôn. Ờ, xe này thùng lốp. Đậu xanh. Mình cầm giáp ba thì mình mới tự tin mình công lên được, mình mới tanh được. Ui, bị lút rồi à, nhanh thế. Thôi té luôn rồi. Đã, bây giờ đi tìm người bắn nhau luôn vậy. Bò này còn 4 người nữa mà. À, có tiếng Silent trước mặt. Trong khu ruy này. Đoạn nào ấy nhở?
M16 sai lần. À đây rồi. Ui. Đây đúng không? Rồi. Không biết là thanh niên này táp ông nào ấy, táp M16. Cứ từ từ. Bo này lại bật lên trên, là bo này mình lại phải vòng sang bên 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 phải rồi. À, một tên đang ngồi gốc cây này. Nghĩa này, ô, mũ ba. Vâng, thanh niên mũ ba. Một viên M24 vào đầu không xi nhê gì luôn. Còn hai người nữa mà thôi. Không biết là trong khu ruin này còn ai nữa không đây. Ông đang chạy lại gặp ông nằm ngay chỗ này thì cũng hơi mệt đấy. Ui, đoạn này trống đấy. Từ từ, mình tung quả smoke vào. Chắc ăn. Tự nhiên đang chạy bị bắn phát là đang còn có smoke mà nó che chắn được. Rồi check kỹ mấy cái viền đồi này này. Ok không có rồi. Vậy là phía trên này mà thôi. À đây, một một tên vừa chạy vào gốc cây. Ở gốc cây này vẫn đang trong bo kìa. Hên thế nhở. Được rồi, mình sẽ quăng smoke, mình chơi tên này luôn. Thêm một quả nữa. Áp sát. Hơi nhẹ à? Cho quả bom nữa này. Vâng, ném như thế mà vẫn không thấy nó. Ôi. Úi, cái định mệnh vẫn đang còn một tên nằm ngay đây luôn. Vãi chừng, nó cầm ốp luôn kìa, một viên vào đầu mình. Thôi xong, thế là đai. Quá là nhọ rồi. Ok, chắc là clip này mình cũng dừng tại đây thôi. Quá là nhọ khi bò cuối gặp đúng cái tên bộ đồ rơm cầm ốp một viên duy nhất vào đầu mình. Nằm luôn anh em ạ. À, và mình cũng đã thử bắn flygun ngoài biển xem có được thuyền bọc thép không, nhưng mà không nha, nó vẫn được xe bọc thép thôi. Ok, và bye bye mọi người nha.